Dạ chị Mai sắp đến rồi, mong giám đốc Trương đợi thêm một lát. Biết rồi. Tiếp đi em. Giám đốc Trương. Chán ghét. Tôi chờ cô cũng lâu rồi đó. Đây là trợ lý của tôi. Hợp tác của chúng ta lần này. Hợp tác lần này bỏ đi, tiễn khách. Nè, cô không nói rõ thì đừng có đi đâu hết. Anh có vợ rồi đúng không? Lúc anh chưa có gì, vừa anh một lúc làm ba công việc cực khổ. Còn bây giờ anh phát đạt rồi, lại lén lút cặp kè người khác à? Người như chúng tôi á, chẳng hạn là chuyện bình thường. Mà cái lề lối của cô nên thoải mái chút đi. Ít nhất là có lợi cho cả hai bên. Lề lối của anh là thoải mái, nhưng mà lề lối của tôi á là không hợp tác với cái người á mà đính vợ cũng phản bội, không đáng tin tưởng như anh. Tiến khách. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.